Ok. Rồi, hôm nay mình sẽ test cái tính năng là Deep Research, tức là nghiên cứu sâu á ha, trên 5 con AI đầu bảng hiện nay. Đó là ChatGPT này, Gemini này, DeepSeek này, Perplexity và Grok AI. Ok. Thì chủ đề mình dùng để nghiên cứu á là dự án tiền mã hóa P Network. Ok ha. Bây giờ thì mình thử trên ChatGPT đây. Chọn cái tính năng là O1 Promote luôn. Mình đang có cái tài khoản ChatGPT Pro 200 đô tháng các bạn à. Rồi bật nghiên cứu sâu lên, bấm coi nó sẽ như thế nào ha. Bạn muốn tìm hiểu ngay lắm ha. Tình trạng thì nó có ok đó. Nó sẽ nói những cái nó sẽ làm này, bắt đầu nghiên cứu. Rồi thì trong khi chờ đợi sẽ qua cái Gemini ha. Nó sẽ nghiên cứu có thể khá là lâu á ha. Trong thời gian đó thì cứ qua từng thằng đi. À, ví dụ Gemini này thì mình sẽ chọn là đây, 1.5 Raw with Deep Research. Ok. Dự án tiền mã hóa P Network. Cái tính năng này á nó sẽ nghiên cứu rất là sâu nha. Rồi, đây nó nói là nó sẽ nghiên cứu rất rất là nhiều cái trang web và những cái nội dung nó nghiên cứu đó ha. Rồi, bắt đầu nghiên cứu. Thì đây là cái quá trình nó tìm hiểu, nó research, nó nghiên cứu ha. Có thể mất vài phút á. Quay lại cái ChatGPT coi. Đang tiến độ mới như đây nữa các bạn ha, nó sẽ lọc ra rất là nhiều cái trang web. Rồi. Tiếp theo là cái deep deep thing của cái thằng DeepSeek này ha. Ok. Rồi. To lên xíu coi. Coi thử coi. Hy vọng là cái thằng này nó hoạt động chứ không không là nó lại gọi là nghẽn mạch, server có vấn đề, DeepSeek giờ này hay bị lắm ha. Rồi, trong lúc chờ đợi thì qua Perplexity. Perplexity mình cũng có bản Pro nha các bạn. Rồi, mình chọn cái Pro Search này, đây đây đây, Deep Research đây. Rồi, cho nó tìm kiếm luôn. Tìm kiếm trên social luôn. Trên cái này luôn, tất cả nền tảng luôn. Rồi, vẫn là dự án tiền mã hóa P Network. Đó. Nó nói là có thể mất vài phút ha để nó hoàn thành. Rồi, tiếp theo là Rock. Rock thì vừa mới ra mắt là cái Rock 3. Rock phiên bản thứ 3. Đây, mình cho nó deep search luôn nè. Rồi, ok. Những cái mà liên quan về crypto á, tiền mã hóa rồi cổ phiếu hay là những cái gì đó. Những nói chung là nếu mà liên quan đến crypto á thì cái thằng Rock này nè, nó có lợi thế rất là nhiều luôn ha. Rồi, quay lại những thằng khác coi tới đâu rồi ạ. Ồ, đây là Perplexity. Để coi nó coi. Nó nghiên cứu nè. Thằng Perplexity nó nghiên cứu 43 nguồn. Đây ha, nó cho bạn coi nè. Nó làm nhanh quá ta. Câu trả lời nè, đợi xíu, đợi xíu. Rồi, nó còn gửi thêm những cái mà mình có thể sử dụng nè. Thằng này nó làm lẹ dữ vậy. Rồi, coi thằng khác đây. Ồ, thằng DeepSeek nó đang làm việc ha. Cái này nó ra tiếng Anh đó ta. Bình thường có thể nó ra tiếng Việt ha, lần này nó ra tiếng Anh, thôi kệ từ từ. Rồi, quay lại cái thằng Gemini coi. Gemini vẫn đang nghiên cứu. Nó research, nó nghiên cứu tới 64 website, 68 website ha. Đây nè, danh sách website nó đang nghiên cứu nè. 68 bao gồm là những cái trang như là Economy Times nè, rồi đủ thứ á. Nó nghiên cứu cả trên YouTube luôn các bạn. Đó. Rồi. Coi quay lại cái thằng ChatGPT. Đây. Nó đang research ở 20 nguồn. Nó cho các bạn coi này ha. Nó xin research cả nguồn tiếng Anh, tiếng Việt luôn nha. Đó, và nó sẽ tổng hợp lại thành một cái kết quả bài báo cáo cho mình luôn. Gemini, Gemini tới đâu rồi? Gemini vẫn đang tìm hiểu 68 website. Rồi, DeepSeek, DeepSeek thì nó xong rồi. DeepSeek thì cái thời gian này nó hay bị nè, technical issue này ha. Thì nó sẽ có vấn đề nó trục trặc các bạn. Còn bình thường mình dùng cái con DeepSeek này rất là ngon luôn ha. Đó. Có thể mình sẽ thôi test lại lần nữa coi. Quả xuất ra tiếng Việt. Rồi. Còn thằng này, thằng
Perplexity. Rồi mình đọc cái nội dung của nó chút xíu coi. Thì anh tìm báo được các đặc điểm này ai dễ khai thác, hợp đồng lớn, mục tiêu toàn cầu, giá trị và tiềm năng đó, những thách thức như là mô hình kinh doanh, giá trị, rủi ro, kết luận đó. Thì nói chung là cũng được, tạm tạm ha. Mình ở đây cái thằng Perplexity nó có một cái hay nữa là nó gợi ý thêm những cái mình có thể này có đặc điểm gì so với dẫn tìm báo khác, mở mainnet vào tháng nào. Rồi coi nó mở mainnet vào tháng nào nha, để coi nó có tìm ra đúng không nè. Thì cái P Network vừa mới mở mainnet và list sàn, vừa mới list sàn ngày 20 tháng 2 vừa rồi ha. Đó, nó đang nghiên cứu các bạn. Rồi Rock tới đâu rồi? Ồ, Rock hoàn thành nghiên cứu rồi nè. Rồi để mình đọc coi. P Network là gì và trạng thái hiện tại. Đây thông tin vừa mới nhất luôn nè các bạn ha. Mạng lưới này đã ra mắt Open Network vào ngày 20 tháng 2 2025, cho phép giao dịch phi token trên các sàn như là OKEX ha, với giá ban đầu biến động mạnh từ 2.2 đô xuống còn khoảng 1 đô. Thì điểm hiện tại thì nó đang dưới 1 đô rồi ha. Rồi tổng quan về dự án này thì P Network ra mắt 2019 bởi hai nhà nghiên cứu đại học Stanford là Nicholas và Chang Dao. Đó, hai người này. Ok. Cơ chế khai thác và phân phối token, tình trạng hiện tại này. Thông tin này rất là mới nha các bạn. Nè, ngày 20 tháng 2 này. Lúc mình làm cái video này là ngày 21 tháng 2, tức là sau một ngày thôi. Đó, nó đã lấy cái thông tin rất là mới nè ha. Rồi, báo cáo chi tiết về dự án. Nó nói đại loại là nó KYC này đủ thứ ha. Hơn 10 triệu người đã di cư sang mainnet. Rồi, lịch sử thì nói chung là ra mắt từ 2019 và đủ thứ bla 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 bla. Cơ chế phân phối token. Rồi. Để coi. Đó, nó cũng khá là chi tiết nha. Những cái mà bạn nghiên cứu về blockchain, crypto này nọ. Đó, thì trên cái thằng Rock này nè, thằng Rock và thằng của Twitter á, giờ đổi tên thành X á, mà Elon Musk mua ha. Cái nền tảng này rất là lợi thế về mấy cái crypto, blockchain, tiền điện tử này nọ ha. Đó, thách thức, tranh cãi, biến động giá, tiềm năng. Rồi, bạn tóm tắt các cục mốc. Đây, thấy không? Nó có tóm tắt các cục mốc nè. Rồi, Enclosed Network từ 2021 tháng 12 ra mắt Open Network. Số lượng KYC hoàn thành hơn 19 triệu người, vượt mục tiêu 15 triệu. Số lượng di cư mainnet là hơn 10 triệu. Đó, kết luận, thấy không? Rồi, đây là có những cái nguồn mà bạn có thể tham khảo. Ok, thì cái thằng này nó kết quả mình khá là hài lòng ha. Đó, bạn bấm vô đây thì sẽ ra những cái thông tin nó lấy ở đâu. Đó, thấy không? 46 trang web nó đã coi qua và nó tổng đúc kết lại thành những cái này. Đó, rồi, qua Perplexity nè. Nãy mình có hỏi thêm nó nè. Thời gian nó, đây, nó cũng lấy được cái thông tin mới nhất này nè ha. Ra mắt mainnet vào ngày 20 tháng 2. Đó. Thì thằng này nói chung là nó không có ra kết quả chi tiết được như bên thằng Rock, nhưng mà nó sẽ có những cái gợi ý cho bạn tiếp theo ha, để mà bạn phát triển cái luồng suy nghĩ, cái flow làm việc của bạn ha. Đó, bạn có thể hỏi nó những cái câu tiếp theo, ví dụ là kế hoạch như là sao so với những cái nền tảng khác thì như thế nào. Rồi, ok, quay lại DeepSeek. Rồi, DeepSeek server BG rồi các bạn. Là hôm nay mình không có test được DeepSeek kỹ ha. Ok, rồi bây giờ Gemini xong chưa? Hoàn thành nghiên cứu rồi. À, nó hoàn thành nghiên cứu rồi. Đây là bài viết của Gemini nè các bạn. Đây, dẫn tiền mã hóa P Network. Đây. Giá P hiện tại là khoảng 0.6 mấy đô la Mỹ là đúng nha. Cách đây một tiếng mình có kiểm tra giá P thì nó khoảng loanh quanh khúc 0.6 đô ha. À, mức giá cao nhất mọi thời đại hiện tại là khoảng trên dưới 2 đô. Đó, thì cái này nó cũng đúng, là tùy sàn nha. Có sàn thì trên 2 đô, có sàn thì dưới 2 đô chút xíu. Đó, những thông tin này là thông tin mới nhất các bạn. Nguồn thông tin. Đó, rồi lịch sử phát triển. Sự phát triển này. Đó. Rồi, đội ngũ sáng lập. Công nghệ của P Network là gì? Mục tiêu, cách thức tham gia để coi để bắt đầu khai thác P thì người dùng tải ứng dụng P Network và đăng ký bằng mã mời.
rồi hàng ngày 24 giờ đăng nhập bấm tia chớp một lần để tăng tốc độ khai thác. Đây. Rồi ngoài ra còn có thể tăng tốc độ bằng cách là giới thiệu thêm người. Rồi. Có bốn vai trò mà người dùng có thể đảm nhận trên PN Network: Pioneer, Pioneer, Contribute, Ambassador, Ambassador và Node. Cách thức lưu trữ, rủi ro và thách thức. Rồi. Rồi so với các nền tảng khác. Đó, cái này so với nền tảng khác. Ok. Đánh giá và dự đoán của các chuyên gia. Đó, rồi, tình hình pháp lý tại Việt Nam, rồi kết luận. Đó. Rồi, ở đây nó cũng có nói là nó tìm thì tìm hiểu qua 68 website và nó đã đưa một cái kết luận này cho mình. Tuyệt vời luôn ha. Thằng này thì nó nhiều, nó chi tiết hơn cái thằng Rock một xíu. Thằng Gemini này nè. Nhưng mà nói chung là hai bên mình thấy khá là ổn á. Đó, chỉ cần bạn gõ cái lệnh dự án tiền mã hóa PN Network cho thằng này nó làm deep research, nó ra kết quả rất là ngon lành luôn. Một cái bài mà bạn có thể hiểu khá là khái quát về một cái khái niệm, một cái kiến thức nữa. Rồi, quay lại thằng ChatGPT. Rồi, ok, xong chưa ta? Xong rồi đúng không? Rồi, lướt qua rồi, nó khá là dài ha. Đây, thằng này khá là dài á. Rồi, zoom lên xíu nha. Ok. Rồi, tôi sẽ tìm hiểu thì mã hóa PN Network, tổng quan dự án, công nghệ, lộ trình phát triển, tình trạng hiện tại và tiềm năng tương lai. Tôi sẽ cập nhật tin tức mới nhất và đưa ra khách quan đánh giá cái nhìn tổng thể về dự án này. Ok. Rồi, PN Network đánh giá chi tiết và khách quan. Rồi, tổng quan rồi nha. Ngày ra đời. Rồi bao cho đều những ai, thấy không? Rồi nó dẫn nguồn, đó, dẫn link kế bên này. Ok. Thì năm 2018 đã bắt đầu thử nghiệm rồi. Rồi mục tiêu là gì? Cách thức hoạt động. Đó. Rồi, cái này không đòi hỏi CPU hay gì hết. Chỉ cần đà tải app mỗi ngày vô bấm tia xét điểm danh, mời người, thấy không? Mời người vô để tăng tốc độ, vòng tròn bảo mật gì đó. Rồi. Công nghệ và nền tảng. Đó, nó dùng công nghệ gì? Proof of work, không sử dụng thuật toán proof of work ha. Không sử dụng thuật toán này như là Bitcoin. Do đó không tiêu tốn năng lượng cho việc đào. Pi áp dụng thuật toán đồng thuận Stellar Consensus Protocol SCP. Một biến thể của cái FPA. Rồi, có nguồn luôn, có dẫn nguồn nè. Dẫn nguồn trang mypi.com nè ha. Đó. Rồi, ok, hạ tầng và tính phi tập trung, bảo mật KYC. Rồi, lộ trình phát triển. Đây, lộ trình phát triển này ha. Có 3 giai đoạn. Đó, giai đoạn 3 là mainnet nè. Rồi chia thành hai bước nè, đóng và mở nè. Tóm tắt cái 3 giai đoạn luôn nè. Rồi, tình trạng hiện tại là 2025. Đó. Đây, những cái thông tin hiện tại nè ha. Số lượng người hoàn tất UAC chuyển Pi vào ví mainnet ước tính là khoảng 10 đến 19 triệu tài khoản. Đó, có dẫn link, dẫn nguồn đàng hoàng ở đây. Thì tất cả những cái công cụ này nè, họ đều có dẫn nguồn hết nha các bạn. Họ đều nói là nó lấy nguồn từ thông tin nào ha. Đó. Hoạt động giao dịch hệ sinh thái rồi đó, niêm yết trên sàn giao dịch. Trước 2025 thì này chưa niêm yết ha. Rồi. Cái ngày mới nhất đâu? Không, đây đây đây, đến tháng 2 2025 đây. Cục diện thay đổi hoàn toàn khi PN Network mở cửa mainnet. Đó, nó sẽ lên những cái sàn này đây. OKX, Huobi, Bybit, Messi, Gate.io, Bitmax, Bitget đồng loạt hỗ trợ giao dịch này. Binance, coi Binance tổ chức một cuộc họp bình chọn trên cộng đồng là nên có list P hay không. Đó. Rồi. Ngoài các sàn trên thì vẫn có thông báo chính thức từ những sàn này về việc niêm yết Pi. Tuy nhiên là giới phân tích đồn đoán là nếu mà mạng Pi ổn định, nhu cầu giao dịch cao thì nhiều sàn lớn sẽ bổ sung. Đó, thì cái này là thông tin bên lề này nọ ha. Đó, giá thị trường. Đây. Giá thị trường là từ 3.1.3 đến 1.7. Đó. Ổn định quanh mức này. Giá này thấp hơn nhiều thôi mấy. Nè. Mức giá này thấp hơn rất nhiều so với giá ảo hàng chục đô từng được mua bán dưới dạng IOU trước đây. Thì nghĩa là có lúc mà giá chợ đen lên tới là 60 đến 70 đô một Pi. Nhưng giao dịch
khi mà giao dịch trên sàn bắt đầu á, giá Pi giảm sốc xuống dưới 2 đô. Rồi. Ok. Rồi, thì nó cũng đã nói là cái việc mà Pi list sàn rồi ha. Đó, đánh giá tiềm năng của dự án, cơ hội và tiềm năng, khả năng tiếp cận và phổ biến, hệ sinh thái ứng dụng và thực tế, phân phối công bằng và cộng đồng đồng bộ, cộng đồng ủng hộ, hỗ trợ cộng đồng, nhận diện thương hiệu, rủi ro và thách thức, thời gian phát triển kéo dài và hoài nghi từ cộng đồng, tỷ lệ người dùng thực sự, rồi áp lực xả bán và biến động giá, cạnh tranh công nghệ và hệ sinh thái, so sánh với các dự án tương tự. À, hồi xưa nó có một cái dự án này nè, ETN nè, cái dự án này cũng rất là giống Pi nè ha. Hồi xưa mình cũng đã từng biết về cái này. Rồi, quy định pháp lý và niềm tin. Tóm lại, cập nhật mới nhất về dự án, cập nhật đến cuối tháng 2 2025. Đó, những thông tin mới nhất của nó nè. Đó, mainnet 2022 ngày 20 tháng 2. Niêm yết biến động giá, hợp tác mạng sinh thái. Các sàn giao dịch lớn, kỳ vọng tương lai, cảnh báo và lưu ý, kết luận. Trong năm thằng này, trong năm cái con AI mà có tính năng deep research, nghiên cứu sâu á, mình được test ha. Thằng DeepSeek thì xem như là chấn thương, không tham gia được đi. Thì mình thấy là thằng ChatGPT này, nó làm cực kỳ kỹ luôn ha, rất là chi tiết, nhiều thứ luôn. Đó, rất là dài luôn. Đó, Gemini và thằng Rock, mình thấy là nó hai thằng này ngang ngang nhau, thấy ok, thông tin rất là được ha. Về crypto, thằng Rock nó mình nghĩ là nó có nhỉnh hơn, thông tin nó sẽ sát hơn một chút xíu. Rồi, thằng Perplexity mình thấy cũng ok, nó làm không có nhiều như những thằng kia ha. Cái bài viết nó không có nhiều nhưng mà nó có những cái mà bạn có thể liên kết, bạn có thể hỏi nó liên tục đó. Thì kết luận lại là mình nghĩ là ví dụ trong năm thằng á, trừ cái thằng DeepSeek ra, thì đầu bảng theo cá nhân mình thấy là thằng cái tính năng này, nghiên cứu sâu, deep research của ChatGPT đang là số 1 ha. Còn đồng hạng 2 thì mình cho là Gemini với lại Rock và Rock 3 đó ha. Đây nè. Còn hạng tiếp theo là của thằng Perplexity ha. Rồi. Còn thằng DeepSeek rất tiếc là hôm nay nó server trục trặc ha. Ok, đó là những gì mình dùng thử tính năng deep research, nghiên cứu sâu của 5 con AI đầu bảng hiện tại. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu mà thấy video này có ích á, cho mình một like và subscribe ủng hộ Chân Lất Channel nha. Bye bye and good luck.